Chào các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với tập thể lớp 8A3 trong cái bài là vẽ. Vẽ này là vẽ gì ta? Vẽ gì vậy? Vẽ tự do chàng ơi. Nhịn hậu hả? Chắc là con mắt. Rồi giờ bắt đầu chấm bài thôi. Nó nhanh gọn lẹ luôn. Đó. Ngon lành cành đào tươi tên gì đây? Bảo Trân, thấy không? Lớp 8A3. Không, lớp 8 mà vẽ được như thế này gọi là dễ thương rồi, thấy không? Quá tuyệt vời luôn, thấy chưa? Không khó khăn gì. Nhiều bài quá ha, các bạn thông cảm. Bây giờ nó quá là chờ bài luôn. Quá chờ quá đắt luôn nè. Nhiều bài nộp quá hả? Rồi, 96 nhanh gọn lẹ luôn. Chấm được mấy lớp mà hả? Thầy mới lên thầy chấm đó. Mới được có bước đầu tiên thôi đó. Chứ đâu có đâu rồi mà mấy lớp. À, chấm một lớp thôi nha. Xíu thầy có công việc thầy đi nữa rồi. Nhiều việc quá à. Hôm ngày nay là thầy mới về hồi nãy luôn các bạn. Thành ra là bận quá chờ bận. Có làm được gì đâu. Ngô Đắc Thiện nè, thấy không đó. Ghi nè, vẽ nè. Thấy nghệ thuật chưa? Đáng sợ chưa? Thấy ghê không? Cái gì? 79 thầy ơi hả? Bài tao đẹp 79. 78. 79 là cao. 78 mới đúng, thấy không? Mình phải hạ lùi chứ ai mà cho điểm cao hơn nhiều chợ. Bài này 79 điểm đâu ra? Trời ơi, vẽ gì mà không cho 79? No, 78. Nhìn lộn đó, nhìn lộn đi. Tiếp. Hồ Quang Minh Thư nè chèn. Ừ. Tao nói cũng dở vậy đâu mà tô cái màu gì đâu mà ngộ ghê vậy. Ai mà đờ nào mà đi mua cái màu giấy này mà để xài vậy? Giấy cũ cũ ngà ngà rồi đó hả? Giống như là giấy ở trong cung điện lâu đài rồi đó ha. Dễ thương quá vậy. Vì rồi điểm đâu có cao được. Châm chế, thấy không? Đó. Cái gì? 85 điểm đi thầy ơi, tội nghiệp. Em đừng có mà bày đặt. Tôi chấm hay em chấm? Trời ơi sao mà mỗi lần tôi chấm bài tôi buồn ngủ. Tiếp. Ồ, chanh đen trắng dễ thương quá nè, thấy không? Ngôi sao băng giá nè. Phúc Hưng nè. Ồ, ô, dễ thương quá nè. Vẽ là quằn quại đau khổ nè. Thấy bạn vẽ chưa? Thấy trong bức tranh các bạn thấy được cái sự quằn quại đau đớn tột cùng chưa? Thấy ghê không? Cái này bài em hả? Thôi đi em mua em. Cái gì cũng là của em hết trơn. Rồi ok. Nhanh gọn lẹ thấy không? Nhìn rất là có ý chưa? Tiếp. Tội nghiệp quá. Tiểu Nhu á hả? Ồ cái em này vẽ cái nét vẽ cái này kiểu như là đến mức độ gọi là mới phát hình phớ phớt thôi hả? Không có thời gian đầu tư cho tranh. Tội nghiệp quá. Ừ. Chăm chế luôn. Nó nhanh gọn lẹ không nói nhiều. No. Rồi ok. Cái lớp này mình phải chấm gắt lên. Lớp này nó bình thường dữ lắm, không có gì đặc sắc. Tiếp. Thiền ơi, tên gì đây? À, Hà Kiến Hán nè. Ghê chưa? Rất đẹp không? Đó. Nhìn ra được con rồng không mấy em? Nhìn ra được không? Thầy bước này 100 điểm đi thầy ơi. Mức gì mà 100 điểm? Em thấy gì chưa? Em thấy cái này cái gì không? Tô chưa xong nè. Thấy chưa? Tô chưa xong ngay chỗ này nè mà đợi 100 điểm hả? Hả? Trời ơi. Tôi nhìn một phát tôi thấy liền luôn đó. Công nhận thấy tôi ác ghê chưa? Rồi điểm sao mà cao được, tôi khổ tâm ghê vậy đó. Tiếp. Tiếp nè. Trời ơi. Lớp 8 vẽ đây sao? Chèn ơi Châu Bảo Nhi. Đây nè. Ông mặt trời bị méo xẹo nữa nè. Xuất sắc quá ha. Rồi ok, chấm chế được đi. Coi như là chấm bài lớp 1 đi. Chèn ở ông mặt trời nè. Không được hình tròn luôn nha. Đây nè. Cái cửa nhà nằm đây mà cái đường đi nằm đây mới ghê chứ. Ngộ ha. Cái cửa nhà có tí này luôn nè. Đó. Cái mái nhà không đều luôn nè. Ghê chưa? Thầy ơi giống cái nhà một cột, giống cái đường đi thầy ơi. Y chang. Cái cửa nhà người ta thường đi thì cũng nó phải là cái đường người ta đi nhiều nó mới thành cái đường. Còn không có. Cái này cái đường nó mọc cũng đâu mọc. Thầy lớp 8 này giả thua lớp mẫu giáo nữa. Trời công nhận quá ha. Em nói như vậy mà em không ngại ngùng hả? Tội nghiệp bạn, bạn không có năng khiếu, hiểu chưa?
tên gì đây vậy? Rồi dùng thước trừ 20. Rồi nhanh gọn lẹ luôn thấy không? Trừ 20 điểm. Rồi thầy chấm điểm với e không khó khăn gì chưa? Đó, ai chỉ mà tô cái đống rơm mà cái màu này vậy? Dạ yeah. Dùng thước nhé nè. Cái nhà cái cửa sổ gì có màu một nè. Rồi tô hết mực của người ta nè. Hở luôn nè. Rồi gì vậy, đòi điểm cao, cao gì nổi. Đó, ghê chưa? Rồi ok, chúc mừng em. Ê, tính ra điểm cũng cao cao, không ha, ngắt ngư luôn đó. Không em ơi. Rồi, 45.5 đi. Rồi, tính ra đó ha là không bao giờ chấp nhận được những bức tranh như thế này. Cái đám mây gì kỳ vậy thầy? Đám mây như là hàm răng cá sấu vậy đó. Ghê nè. Chuyện ơi thiên thơ dễ nè, thấy chưa? Ồ quá nè, thấy không? Ít ra phải được bức như thế này nè. Mình mới đáng mình coi được, thấy chưa? Nó phải vậy mới được, thấy không? Dễ thương quá đi. Đó. Dễ thương liền là điểm cao liền. Cảm ơn các bạn tặng quà nha. Nhớ là đăng ký kênh cho thầy đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp. Chèn phẹt ơi chờ. Công nhận ha. Vẽ cái thước với A4. Cái vẽ trên với A4, cái đưa cái khung nhỏ xíu tí nị tì ni vậy hả? 40 45 thôi châm chế đó. Thầy ơi sao mà thầy ác dữ chợ. Chưa, không có ác gì đây hết trơn em ơi. Cái gì nữa? Từ từ. Nè nó tranh tự do cái kiếm gì nào không nè. Minh Huy nè. Chưa yeah. Vẽ trụ tượng rồi đó. Vậy là xong rồi. Chưa. Sao mà điểm cao được? Thấy không? Điểm thấp liền. Hình gì vậy thầy? Hình của em đó. Em hay hỏi quá à. Hình gì thì kệ người ta đi. Mắc hỏi dữ lắm hả vậy? Tôi khang tiếng được chưa? Thầy ơi, công nhận tô điều kinh khủng. Tên gì đây? Ngô Minh Quân hả? Tuyệt vời em ơi. Tuyệt vời. Rồi ok. Quá tuyệt vời luôn. Tô điều tâm tóc luôn ha. Màu nào ra màu đó. Tao nói ke nét viền nét. Tao nói điều ơi là điều luôn. Thầy cái đám mây nhìn giống con cá chê quá vậy thầy. Giống em đó. Thầy ơi cái này có thiệt phải là lớp 8 vẽ không? Đây. Em thấy gì chưa? 8A3. Đó. Thấy chưa? Không có dối lòng được em ơi. Tiếp nè. Đó, Doraemon mà tô cái miệng bên trong còn chưa tô mà. Nè, thấy chưa? Tay nè. Đó. Rồi đòi điểm cao. Cao gì nói mà cao. Cao chạy xa bay thì có chứ cao. Chèn phải có cọc gì mà cọc. Nhìn vẽ gì nè, chấm điểm mà không lên máu. Ai chỉ tô cái mặt trời gì à? Ai chỉ vậy? Cái này ban đêm hả gì? Rồi ban đêm rồi đó. Ban đêm đồng mà cái mặt trăng đen thù lùi vậy. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cái tô mặt trăng màu đen nè. Chưa? Không thể nào tưởng tượng được chàng ơi. Hở ơ luôn đó. Cái này em vẽ trăng gì vậy? Nguyệt thực hả? Không có tưởng tượng được. Bùi thị định. À, xong rồi rớt rồi em ơi, không nói nhiều nha. Tranh mình rớt. Đó. Ghét là mặt trăng mặt trời không biết tô sao nữa kìa. Rồi xong. Nhanh gọn lẹ không nói nhiều thì chán đi. Tiếp nè. Thở ơ luôn nè chàng ơi. Bài bị rách nè thấy không. Bài bị rách nè thấy chưa. Bị rách nè thấy không. Trừ 10 điểm nè. Căn nhà bị méo không có cửa sổ. Trừ thêm 2 điểm nữa là 12 nè. Đó. Nè. Bên đây là cái bãi rách. Bên đây là cái thềm nhà. Là bên. Ủa là sao. Là bên nào nước. Bên nào là. Ủa là cái nhà bay lên chợ hả. Sức sắc em ơi, nhà trên trời không phải không? Thứ dữ không hả, có thường đâu. Bởi vì mấy em nói tôi khó cái gì mà khó. Khó dữ chưa? Khó dữ rồi đó. 49. Quá trời khó khăn ừ. Tiếp. Thánh thần ơi. Tên gì đây? Trần Nga My. Đó. Rồi vẽ tự do, quẹt quẹt gì nè, nộp tôi nè. Chưa? Yeah. Thấy không? Cơ bộ cũng sợ, cũng đầu tư đi. Đó, được đi. Rồi, 84, nhanh gọn lẹ. Tôi chấm nhanh dữ lắm.
Từ từ coi cái nắp cây bút nó rớt ở đâu nữa mà chèn, sao mà mỗi lần tôi chấm bài là nó gặp cái gì đâu không nè, kỳ ghê vậy. Từ từ coi rớt đồ rồi đi kiếm đồ nữa. Ủa còn cái nắp biết đâu ạ? Đâu chèn? Ủa kỳ không? Ngộ chưa? Rồi mắc tiêu cái nắp bút rồi. Kỳ vậy? Ngộ he. Mớ để ở đây cái đợp luôn, quay lỡ mắc tiêu là sao nữa? Hờ ơ cái gì vậy? Không thể nào mà chấp nhận được. Gì đây? Chấm có mấy bài mà mắc tiêu cái nắp viết rồi đó. Thiên kim nè, chưa? Vẽ lờ phơi đẹp ghê chưa? Trừ một điểm. Thấy ghê chưa? Chăm mình thiếu cò nha chưa? Một. Ấy trời ơi, mắc hơn cây chì nữa này thấy chưa? Cái lớp này sao mà hả? Nhiều cá éo le quá à. Tôi vẽ giùm em 5 con cò. 1, 2, 3, 4, 5. Trừ em 5 điểm. Chúc mừng em. Đã. Chăm thiếu cò trừ điểm không nói nhiều thấy chưa? Nhanh gọn lẹ luôn. Rồi ok xong. Chăm dễ thương quá. Đứng ở mức độ gọi là an toàn thấy không? 84 nè. Đáng lẽ 89 nữa chứ. Trừ 5 còn 84 nữa chứ. Tiếp. Chén. Noel gì mà không có tiết rơ gì hết trơn vậy? Ngộ chưa? Tên gì đây? Di Khang đó hả? Đó. Rồi làm bài gì nè? Đó. Rồi được nhiêu điểm? Nè, thấy chưa? Bài trừu tượng không hà? Không thể nào mà chấp nhận được luôn đó. Thầy dạy trường nào hả? Em hỏi trường nào? Thầy dạy nhiều trường lắm, không nhớ. Nè ít. Ở tràn phẹt ơi. Ai chỉ em tô cái màu mà cái nhà gì mà đẹp dữ à, tính khen luôn đó. Nè, em thấy tô điều điều màu ghê không? Điều tăm tắp luôn, thấy chưa? Thầy ở bức tranh hồi nãy có nếp gấp kìa thầy ơi. Rồi nè, tranh có nếp gấp nè, thấy chưa? Đó, tranh có nếp gấp nè, thấy chưa? Cảm ơn em nha, đó. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Tranh nếp gấp trừ 20. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, trừ 20 điểm. Rồi, ok, xong. À, cái này là nhiêu? 75 phải không? Rồi, 75 trừ 20. Cảm ơn các bạn gì hồi nãy nhắc thầy, hãy cảm ơn em rất là nhiều nha chưa? Đó, phải như vậy mới được. Đúng rồi. Thành ra lên đây livestream là phải như vậy mới được, phải kiếm cớ để trừ điểm. Đó, tiếp. Nè, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Từ con người cho đến con thuyền chung một màu nè. Ghê chưa? Thấy ghê chưa? Thấy tàn canh gió lạnh chưa? Đó, thấy cây tre chưa? Cây tre không có lá. Ghê không? Nè, ghê chưa? Đó. Ghê chưa? Xong suối gì tai ương, cái nhà này bị lũ lụt hay gì vậy? Đó. Nước tràn bờ đê nè. Ôi nước tràn bờ đê tan thương khắp một miền quê. Đáng sợ quá. Thấy ghê chưa? Có cò nè. Ông mặt trời ở góc ngã tư đường trừ 5 điểm. Nè. Tính cho 79 nhưng mà thôi còn 74. Đó. Thầy chấm điểm nó dễ ẹt hả? Không khó khăn gì. Thầy căng đông đo điếm từng phần hết trơn luôn đó. Lũ lụt đó thầy ơi. Bởi vậy thầy mới nói là nước tràn bờ đê đó. Tiếp nè. Sao mà không khó khăn chứ ạ? Tên gì? Rồi gớt. Chanh nếp gắt trừ 20. Đó. Trừ 20 điểm. Đó nhanh gọn lẹ luôn rồi thấy không? Nè thấy chưa? Vẽ cái gì nè? Rồi đòi điểm cao. Trời ơi, không nào chấp nhận được. Rồi ok xong, chúc mừng em nha chưa. Tay chân gì đâu mà không ra hình như con yêu quá vậy đó. Tiếp. Nhanh gọn lẹ. Tiếp nè. Thấy ghê chưa? Vẽ nè, chăm siêu thật nè. Thấy không? Có những cái nốt nhạc này kia uống lượng rồi này kia kết hợp vô đó là chăm siêu thật ha. Rất là tốt này, lên lớp 9 mới học. À gia bảo đó hả? Nhiều chi tiết quá chưa tô kịp thầy ơi. Mà đẹp ha, kệ đi nhẹ tay cho con. Ủa ai nói đẹp vậy em? Đẹp dữ đó. Đẹp hả? Đẹp dữ đó hả? Là đẹp ha. Trời 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 trời. Vậy đẹp rồi ha. Xuất sắc. Cái bánh xe kỳ vậy? Lệch cái đường ray rồi nè. Rồi sao chạy? Đó. Thấy ghê chưa? Thầy chăm trước đi thầy ơi. Sao kỳ vậy? Chấm điểm mà có vụ chăm trước nữa hả? Không. Không có chăm trước gì đây hết trơn á. Chỉ có chăm chế thôi, 95. Đó thấy chưa?
Nó nhanh gọn lẹ, lương điểm cao liền, thấy không? Đẹp ha. Tiếp Chibi rồi đó, tên gì đây? Phương Nghi. Dễ thương quá nè, thấy chưa? Dễ nè, thấy chưa? Dễ thương quá. Đó. Đơn giản đó, điểm cao, không khó khăn gì, thấy chưa? Quá trời, quá đắt luôn. Tiếp. Rồi, bao nhiêu điểm mấy em? Bài cuối cùng, trời ơi, xuất sắc luôn nè, thấy chưa? Đó, một cái bài chất lượng, cái chờ cả lớp được bài chất lượng duy nhất luôn hả? Bây giờ mà cho 100 điểm không được. Thiệt, lớp 8 mà vẽ như thế này mà cho 100 điểm không được, vì sao hả? Cái tỷ lệ con mắt cái này nhìn nó hơi kỳ kỳ nha, hơi kinh dị, nhưng mà thôi. Cái cắt bạn vẽ nó vậy đó, cho nên mình cho 99 điểm. 99 điểm là điểm hợp lý. Bây giờ mình bình chọn đi. Rồi, các bạn bình chọn cho thầy nha. 99 điểm lần thứ nhất. Ai? Ai? Sao? Nhưng mà cái tỷ lệ bị xa rồi. 99 điểm lần thứ hai. Ừ, rồi 99 nha. Đó, nhanh gọn lẹ luôn. Ê, thầy hỏi thiệt nha, hồi nãy giờ có bài nào được 100 chưa? Hồi nãy giờ có bài nào được 100 điểm chưa vậy? Có chưa? Có được 100 điểm chưa? Chưa luôn hả? Ủa? Chưa? Chưa luôn hả? Không được nha. Không được nha. Vậy là bài này xuống 98. Rồi nha, chưa? Rồi. Rồi xong. Đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Quá trời luôn nè. Ghê không? Quá đẹp luôn. Ghê chưa? Quá đẹp nè. Xuất sắc luôn. Ồ, trăm lớp 8 vẽ đó. Ngút ngàn chờ may chưa? Sao thầy không làm tròn 100 đi thầy? Làm tròn cái gì nữa mà tròn? Chèn ở bức này mà 45 điểm. Bởi vậy, hồi nãy tôi dễ tính quá. Nó 4 chột. Thời ơi, này 96 điểm nè. Đó, cái này nhiêu? 45 trừ 2 chục, cái tội dùng thước vừa. Đó. Đó. Rồi. Đó. 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 Thấy ghê không? Hết trơn rồi. Lớp này có nhiêu đây thôi. Rồi, ok xong. Ồ, đẹp ghê ha. Em ơi, em coi bài của lớp 8, em đừng có mong cầu là có những cái bức tranh được 100. Lớp 8 năm nay không phải như lớp 8 năm ngoái đâu. Lớp 8 năm ngoái năm nay là lớp 9 rồi. Thầy không có dạy. Còn lớp này lớp 8 năm nay là lớp 7 không có học tôi. Mà lớp 6 cũng không học tôi luôn. Thành ra lớp 6, lớp 7 không học tôi. Cái giờ lên lớp 8 gặp tôi vậy nè. Thành ra là được điểm này là điểm sát sơ dữ lắm rồi. Đừng có mong cầu, đừng có so sánh gì hồi năm ngoái giùm tôi như chưa. Tôi cũng đã quá đau khổ rồi. Được chưa? À, thông cảm nha. À, coi mình phải hoan hỷ mới được. Rồi vậy đi, chấm tiếp đi hả? Khang tí gần chết tắm chấm cái gì nữa mà chấm. Thôi bây giờ hả, thầy xuống like nha. Bye bye.